em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy? Một hai ba tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có. Hôn má cũng không có luôn. Anh chở em trên xe mà anh ưỡn lên vậy nè. Anh ưỡn lên. Giống như là chị chở em đi chơi vậy á. Ngọc nữ đó, ngồi xuống kênh nè. Trời, xin một cặp nè. Chào nói. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào em, chào anh Thuận, chào chị Dân. Em là Ngô Tuấn, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp của em là diễn viên. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Dân. Em tên là Hồ Nhi, năm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Ủa, cô bé dược sĩ hả? Nhẹ nhàng. Tôi tưởng em trong showbiz không á, khi nãy cứ nói, ủa sao giống, quen. Giống ca sĩ bolero á chị. Dạ. Rồi, hai em làm sao mà biết nhau, rồi làm sao mà gặp nhau, và ai là người theo đuổi ai trước tiên nè? Nói chung là tụi em quen nhau là ở trên mạng, hai đứa không có một mối liên kết gì hết, thì... tình cờ thì hôm đó Tuấn có kết bạn chung với lại bạn bên Facebook của em. Thì ảnh mới là đăng một cái tấm hình đi xem phim, nhưng mà ảnh chụp có một mình à. Cái ảnh để một cái caption nói chung là cũng thú vị á, cho nên là em mới like cái tấm hình của ảnh thôi, nhưng mà cũng không để ý. Cái xong rồi qua ngày hôm sau cái tự nhiên em mới thấy ảnh inbox bên tin nhắn riêng cho em. Khi anh mới bảo là hello em, kết bạn với anh nha. Cái hai đứa cũng kết bạn. Em có coi khái quát rồi thì em cũng biết ảnh là diễn viên. Tại thật sự là khi mà em với Nhi kết bạn với nhau á, là lúc đó em đi buôn hàng. Tại vì em là ngoài cái nghề ra diễn viên thì em còn có kinh doanh thêm. Thì chúng ngay cái lúc mà em vừa mở khóa là một cái là bạn này vừa like luôn, Em với tính của em là thật sự khi mà em kết bạn với ai mà em vô, thứ nhất còn phải xin chút xíu, nói chung là ngoài đồng nghiệp ra thì cũng phải cho nó chuẩn. Dạ, Facebook cũng đàng hoàng chút xíu. Em thấy ồ, con này cũng đang sơ tết, cũng tâm trạng này kia. Cái em lé lên một cái, em kêu ồ, dễ thương, cũng tâm trạng này kia. Cái em vô, em cũng inbox, em kêu là em ơi, các bạn với anh nha. Dạ, cái em kêu đồ dạy trai. Bao lâu thì hai đứa gặp nhau ngoài đời? Chắc là khoảng từ khi mà anh đi về thì khoảng chỉ một tháng sau. Cái ấn tượng đầu tiên lúc mà gặp nhau thì sao? Nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời và cái hình nền thì sao? À, lúc đó thì em đang chạy xe, chắc là em muốn té xe luôn. Sao? Tại vì trên mạng bạn quá cao, bạn quá hoàn hảo đi. Ở ngoài cũng thật sự là đẹp có, dễ thương có, nhưng mà chiều cao là không đúng. Em nhớ hoài luôn là Nhi mới nói em là anh ơi, em đứng ngay chỗ góc ngã tư nè. Em chạy qua chạy lại mày không, em không thấy. Ông kêu ủa sao kỳ vậy ta, nói với mình đứng góc ngã tư mà có khi nào ảo rồi hẹn hò ra rồi bùng rồi kia không chịu gặp mình hay không. Em cứ mực. Em kêu em đứng ở đâu, mặc áo màu gì? Em nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi hết. Trời, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Còn em thì sao, lúc mà em gặp bạn này thì sao? Lúc đầu em gặp ảnh á thì thấy ảnh cũng kiểu mà bóng bẫy á, trau chuốt cái hình thể nhiều. Em nghĩ là chắc ảnh cũng đào hoa lắm, cũng nhiều cô lắm, cho nên là mình cũng không có nên đặt nặng cái vấn đề đó. Mình chỉ gặp cho biết rồi có thêm bạn vậy thôi. Tại vì thấy ảnh nghề diễn viên thì mình cũng sợ. Sao quá, khoái hàng chết. Khoái hàng chết giờ đúng rồi. Lâu cái em liếc qua cái nhìn em bỏ xuống. Ủa mà nhìn đâu, vừa gặp nhau. Dạ không, tại vì gặp nhau xong rồi đi đâu? Gặp nhau xong nhớ lần đầu tiên là hai em hẹn nhau hẹn hò là đi ăn uống là bún đậu mắm tôm. Ai gợi ý đi ăn? Nói vậy. Dạ chắc đó là em. Thật ra cái món đó là món chị phải thẩu của em. Dạ đúng rồi, em thích ăn cực kỳ luôn. Mà bữa đó em ăn không được, cái em ngồi có nhìn bạn thì bất chợt em nhìn thấy bạn nhìn em rồi cái dấu rồi cái liếc rồi kia. Rồi em nói chắc là cũng thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Có phải là lúc đó là em đã thích ổng không? Dạ không. Em không có khái niệm. Ổng hiểu mặt. Em là không có khái niệm thích vẻ bề ngoài. Anh rủ em đi ăn, nhưng mà sao em nói trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Nói xong rồi kia rồi em phải xin nước tương chứ em không có ăn được. Không biết ăn mắm tôm. Em không biết ăn mắm hả? Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt. Dạ. Em ngưỡng mộ, em cũng khó chịu lắm, cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Dạ, cái ánh nhìn mà suy nghĩ mà cái thẳng thốt khi đó. Cái ánh nhìn là ảnh nhìn thẳng thốt khi mà anh ăn khí thế. Có thể ăn một cái cách mà nó ngon lành như vậy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là em là ở thành phố hay là em ở tỉnh? Dạ không, em ở thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Như vậy là ăn xong là em về Vũng Tàu? Dạ đúng rồi. Sau cái buổi ăn đó thì đứa nào gục ngã trước đứa nào? Dạ chắc là suy tư là em. Đó, thế giờ ông tự nhận thôi. Tóm nói về,
mình cũng lạ lướt chút xíu, mình cũng nhắn tin, cũng thăm dò, này kia vậy. Rồi xong sao rồi em có chạy xuống Vũng Tàu không hay như nào? Dạ có, sau cái ngày hôm đó thì em có đón xe xuống. Mà thật sự là từ đó giờ em không biết là xe khách có tuyến từ Sài Gòn về Vũng Tàu luôn. Nhưng mà thật sự nhờ Nhi một cái em biết là từ ngày hôm đó em xuống hoài luôn. Thậm chí rảnh một cái chạy xuống, Bao nhiêu chuyến xe thì mới chinh phục được người đẹp? Em không biết sao chứ cái anh tài xế Hoa Mai là anh nhớ mặt em luôn á. Hoài luôn á. Dạ, một tuần khi em đi 3-4 lần. Đi năm mới cua được hay là đi mấy tháng? Đâu có đâu, dưới như cái ngoại hình của em thì tầm tháng tới tháng là gục ngã liền đâu. Đó, bây giờ hỏi Nhi nè, ổng tỏ tình như thế nào và cái việc mà ổng đi tới đi lui như thế nào mà em chấp nhận không? Ở trên đây á, ảnh nói mạnh miệng vậy thôi chứ gặp em á, ảnh nhát lắm. Nó xong rồi đó em. Cái lần đầu tiên gặp nhau á là ảnh cũng chỉ nói là em ăn đi, em uống đi, có hai câu thôi. Vậy đó hả? Dạ, chừng nào mới nắm tay nắm chân đi. Được không nắm tay luôn mà có nghĩa là không dám nắm hay sao? Em không biết là ổng thiệt hay ổng diễn với em. Mà em á, cái nhìn cái mặt này cũng gian lắm. Nhưng mà sao mà thấy sao mà nhát quá vậy? Mà mỗi lần đi chung á, ổng cách xe 10 mét vậy á. Không, mà đi trước không à. Em thấy gì mà lạnh lùng quá. Rồi cũng thôi. Tối cái ảnh tự nhiên gọi FaceTime cho em. Cái ảnh nói riêng, ảnh nói cái gì tào lao. Cái xong rồi nói tới 10 giờ đêm. Cái em buồn ngủ quá. Cái em nói là bây giờ anh còn nói gì nữa không? Thôi em ngủ nha, mai em phải đi làm sớm. Ổng nói khoan, anh có chuyện này muốn nói. Cái em cũng đợi cái ảnh nói tào lao tiếp. Ảnh nói tới 1 giờ luôn. Em mở mắt hết lên rồi. Cái em để điện thoại xuống giường luôn. Cái tí em giật mình và em thấy 2 giờ mà vẫn còn nói. Trời ơi. Em nói mà Nhi nó không trả lời mà em vẫn nói được luôn. Dạ, thật sự lúc đó là tâm trạng của em lúc em đang bị rối á. Mình muốn đặt thẳng vấn đề luôn. Bây giờ sao? Cho quen không? Hay là sao? Là bằng gái nhà của anh nha. Là trong bụng muốn nói đúng không? Trong bụng muốn nói vậy nhưng mà mình cứ liên thuyên, mình cứ... Nói đâu dạ, đâu, 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 đâu không à. Dạ, bao lâu rồi nó mới nắm tay? Dạ, chắc quen nhau cũng được 2 tháng mới nắm tay. Mà nắm ở đâu? Giống như cái nắm tay vô tình thôi. Giống như là em đang băng qua đường thì đó, ảnh nắm tay anh dắt em qua vậy thôi. Em còn nhớ rất rõ là khi đó là hai đứa đi chung Đà Lạt với nhau, là ở trong riêng luôn, đi một nhóm mà riêng luôn. Nhiều khi cũng muốn họ quay qua cũng tàu te một xíu. Cũng hai tháng rồi mà vừa muốn là nhùm sợ, không dám, có không hiểu. Em có hiểu là tại sao nữa. Có nghĩa là trong cái chuyến đi đó là chỉ có vô tình nắm được cái tay là cuối cùng hả? Dạ. Cái em cũng thấy tẻ nhạt đó. Bé này có duyên quá. Cái tẻ nhạt đó là tẻ nhạt. Đúng là tẻ nhạt sao nữa. Tẻ mà tức thì mà. Cái xong mà em không biết là ảnh có bị giới tính khác không? Rồi giả bộ quen mình để che lấp mọi thứ. Tại vì ảnh đi chung với bạn bè ảnh nữa mà, đi du lịch chung vậy đó. Cái mỗi lần mà em muốn hỏi cái ảnh giả bộ anh móc điện thoại cái anh đi ra ngoài. Ảnh nhận điện thoại. Xong mà cái tí ảnh đi vô. Cái xong mà tí mà mỗi lần em muốn mở miệng cái anh móc điện thoại anh đi ra ngoài. Là không cơ hội mà em đã bực bội là em không nói luôn, là em im luôn. Là bữa đó là em định hỏi ảnh gì? Em cũng muốn nói chuyện tìm hiểu sâu về ảnh hay là muốn hiểu ở rõ trong anh nghĩ em như thế nào đúng không? Anh muốn cái gì anh nói đi, anh nói đi đúng không? Tới bao lâu thì anh mới dám làm một cái hành động mà của hai người yêu nhau làm? Dạ chắc cũng phải 4 tháng. 4 tháng là làm gì? Đợt đó là Nhi cũng lên hội thảo ở Sài Gòn luôn. Thì Nhi alo em kêu anh ơi mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn. Mình cũng ăn uống này kia xong xuôi rồi. Cái em nói thôi anh đi về nha. Cái Nhi kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi. Rồi cho nó khỏi xíu. Em không chịu. Em không chịu. Càng nghi ngờ nữa. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. 1-2-3 tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có. Hôn má cũng không có luôn. Đúng ở trong đầu em nghĩ sao? Em nói là nếu mà lần này mà không được nữa là em phải nói chuyện rõ ràng. Cái ảnh nói anh đi về. Em cũng quê. Tại vì mình đã chủ động tới mức đó rồi. Vậy mà anh mặc áo khoác đồ vô hết rồi. Anh nói anh về nha. Cái em không thèm nói, em quay mặt vô trong giường luôn. Kiểu em giận á. Cái sao không biết sao đi ra. Cái gõ cửa đi vô lại. Cái sao anh cũng lên nằm. Anh nằm anh nghĩ vậy đó. Sao em cũng thèm nói chuyện. Em cũng quay mặt vô trong vậy đó. Cái chắc anh thấy xót hay sao. Cái anh
bắt chuyện. Khều hả Ngô? Xong rồi bữa đó em có thấy là giới tính rõ ràng không? Em cũng chưa xác định được nữa. Em thấy ảnh cũng bóng bẩy lắm, ảnh cũng trau chuốt bản thân lắm. Với lại mỗi lần mà lúc mà thời gian mà mới quen em á là ảnh ngồi điệu đà lắm. Trước khi thì em còn manly hơn ảnh nữa. Cái sao mà ảnh còn hay nói là anh hay đắp mặt đầu đỏ, rồi anh phải đi mua đậu đỏ về anh xay anh đắp mặt, mà trong khi đó em chưa bao giờ đắp mặt nạ luôn. Có khi hả đi chơi anh chùm áo khoác rồi bịt mặt kín mít à. Em có khi em không thèm mang áo khoác luôn. Rồi anh chở em trên xe mà anh ưỡn lên vậy nè. Anh ưỡn sao? Giống như là chị chở em đi chơi vậy á. Nhưng mà sau đó thì em có nói chuyện một cách nghiêm túc với Nhi hay không? Dạ có. Thật ra là em thì cái giai đoạn mà em mới quen Nhi thì lúc đó có thể là em còn trẻ, nhưng mà thật sự là tại vì em cũng ra đời từ sớm, em cũng tự lập từ sớm, cho nên là cái suy nghĩ của em nó cũng phần nào đó nó cũng có một cái sự chững chạc chút xíu. Thì em cũng đã nói với Nhi về chuyện sau này như thế nào, rồi cũng đặt nặng vấn đề là cũng cưới Nhi. Dạ, cưới Nhi này kia, rồi cũng trao đổi với nhau về công việc hai đứa, những cái khó khăn. Dạ bao lâu thì làm đám cưới? Dạ là tính từ thời điểm mà quen biết nhau thì 4 năm, nhưng mà tụi em chỉ mới cưới nhau vào năm ngoái thôi. Sao tới 4 năm mới cưới vậy em? Dạ thì có trục trặc gì không? Dạ có, nói chung là trong quá trình 4 năm đó thì cũng năm bắt đầu năm thứ 3, cuối năm 2 thì cũng đã có một cái sự trục trặc là hai đứa chia tay nhau khoảng chừng 5-6 tháng rồi, cũng gần nửa năm. Lý do? Lý do. Dạ. Dạ, lý do là kiểu lúc đó công việc của ảnh cũng nhiều, rồi ảnh đi quay rồi ảnh không có quan tâm, nhiều khi thì em cũng tủi thân. Vì lý do nào hai đứa trở lại? Lúc mà em chia tay ảnh á là em buồn lắm. Tại vì em rất là nặng tình, em lụy tình nữa. Cho nên là em không có chấp nhận được. Nhưng mà em không có níu kéo, tại em cũng chảnh lắm. Tao không quay lại thôi. Nhưng mà mình tự dằn vặt bản thân mình vậy đó. Mình tự đau khổ mình vậy đó. Cái xong mà em ở lại cũng không được. Em sợ gặp á. Cái xong cho nên em đi ra ngoài chị em ở ngoài Nha Trang ở. Xong rồi làm việc ở ngoài đó luôn. Thì em kinh doanh thêm, mở shop quần áo. Thì em cứ vùi đầu vô công việc vậy á để quên. Nhưng mà tối về thì em cũng nhớ à. Cái ngày đó em nhớ là kỷ niệm quen nhau là ngày 9 tháng 3. Sáng đó em có đăng một cái status là chúc mừng ngày kỷ niệm của riêng tôi. Là em chỉ đăng trên tường cá nhân của thôi. Em cái xong rồi cái hai hôm sau thì em có về lại Vũng Tàu. Ảnh cũng có gọi cho em. Lúc đó chắc ảnh tỉnh rồi. Gọi nhưng mà có xuống không? Dạ có. Thì xuống là bao nhiêu là? Xuống là quay lại nhau. Dùng đổ vào cách để mà quay lại. Quay lại rồi bao lâu thì cưới? Quay lại thì chắc cũng mấy tháng. Tại sao? Thật ra là lúc tụi em quay lại với nhau là khoảng chừng 4 tháng sau là có tin vui. Dạ có tin vui. Tâm ra là nó càng thúc đẩy cho tụi em trong cái việc cưới mà luôn, không gian dạ, luôn. Dạ. Rồi, số luôn. Phận rồi. Dạ. Là bây giờ em bé là mấy tuổi rồi? Dạ em bé được 4 tháng. 4 tháng. Wow. 4 tháng. Trời 4 tháng mà phọt phiết đồ ngon lành đó. Ở với nhau một thời gian mới như vậy, chính thức vợ chồng. Bây giờ anh hỏi em nha, cô có tật xấu gì không? Nói về tật xấu của Nhi thì cái tật xấu mà làm cho em cảm thấy khó chịu nhất ở Nhi là Nhi không chịu ăn uống. Chẳng hạn như nhiều khi em cố tình dậy sớm kêu Nhi dậy mà Nhi không chịu ăn. Thậm chí như Nhi dậy sớm nhưng mà đi chung với em Nhi cũng không chịu ăn luôn. Là làm biếng ăn nè. Đó, dạ. Cái tật xấu là làm biếng ăn này còn gì nữa không? Dạ, cái tật xấu thứ hai mà em cực kỳ mà em không thích nữa đó chính là Nhi, chẳng hạn như ngày hôm đó mà shop quần áo bán hàng không được đó, lẩu đầu về em hỏi gì là hay cầu nhau lắm, việc kinh doanh mà thì bán không được là dạ đúng rồi, chút cái đó đầu, cái đó là mình đâu thế nào mà mình giận lên mình khó chịu chồng mình được. Em mà hỏi không trả lời đầu em cũng cọc tính luôn, em cũng khó chịu, rồi hai đứa cũng nó bỏ lại với nhau. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ hay shopping đồ quần áo à. Nhưng mà Nhi có một cái tính rất là kỳ là đồ ở nhà rất là nhiều rồi mà Nhi cứ thích đi mua, nhưng mà tại vì em thấy nó phí cái vật chất đó, mình có thể làm những việc khác chứ không phải tập trung vào những cái chuyện mà sắm đồ như vậy. Em thích. Cái điều mà em mong mỏi Nhi thay đổi là gì? Em chỉ mong là Nhi hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn. Ăn uống nhiều vô ăn uống, đúng không? Để tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ năng động lên chút xíu, tại vì Nhi thì hơi nhẹ nhàng. Khi mà Nhi về nhà của em á, thậm chí bây giờ cưới nhau rồi cũng khá lâu, cũng hơn năm ấy rồi, nhưng mà khi về nhà em cũng có một sự rụt rè nhút nhát. Thì em cũng mong là Nhi hãy cởi mở, cũng như tâm sự chia sẻ với lại bên phía nhà của ba mẹ nhiều hơn chút xíu, cũng như là những người thành viên trong nhà của em. Rồi hãy nấu ăn cho em nhiều hơn chút xíu. Tại cực kỳ em rất là thích Nhi nấu ăn, nhưng mà Nhi không bao giờ tâm trạng lắm. Thích thì nấu thì thôi à. Không thích thôi. Dạ đúng rồi. Rồi tới Nhi đó. Mong mỏi gì anh quá. Anh ấy tật xấu gì? Và em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Tật xấu của ảnh là rất là nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính vô là nói chuyện
rất là khó nghe mà cứ liên thiên. Mà em thì rất là ít nói, em im lặng rồi em đi chỗ khác mà vẫn lôi em lại. Cái tính của em là em ngộ lắm, em phải phân tích cho nó ra khoai ra ngô, em phải rõ ràng chứ đừng có kiểu mà đang nói chuyện bỏ đi là em phải kéo tay lại, phải nói còn luôn, nói tới và nói tới luôn khi nào ra chuyện rồi thôi. Muốn làm người chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi nên là em rất là ghét. Rồi tật xấu gì nữa? Cái tật xấu là ảnh có cái tính là hay hôn má em á. Ảnh hay ngồi cái ảnh hôn bất chợt vậy đó, ngày nào mà ảnh đi đá banh vậy á, cái người ảnh dơ vậy đó mà ảnh không chịu tắm liền, ảnh lên đi xuống cà nhay xong cái ảnh hôn em là em bực bội lắm, em cứ cọc tính lên hoài à. Xong nói là đi tắm đi mà cũng cà nhay lâu lắm á. Lười tắm rồi còn bây giờ ngoan mặc bóng bẩy không? Dạ kỳ lắm anh, đi với em là như là một người ô xin vậy á. Mà ra đường á không có em là giống như ông hoàng. Em không biết lý do tại sao mà em rất là bực bội. Tại vì em, cái tính của em là phải chỉnh chu. Tại vì em đi với ổng lúc nào em cũng xinh đẹp á. Mà ổng đi với em thì nhìn như bần cùng của xã hội vậy. Có khi mang lộn chiếc dép này của em với chiếc kia của em luôn. Mà chiếc dép em nhỏ xíu mà cũng nông vô cho được. Ồ vậy hả? Rồi anh hỏi là trong hai đứa nào ghen? Chúng dạ. em cũng ghen dữ lắm. Ghen sao, ghen cỡ nào? Dạ ghen mà ghen âm thầm á, kiểu giống như là hay kiểm tra điện thoại của em á. Nhưng mà lén lút cái xong rồi bữa đó em thấy em đang ngủ cái cầm điện thoại em đi vô nhà tắm luôn, cái sao em kiếm hoài không ra, cái tí ổng cầm ra, ổng nói ổng cầm lộn. Cầm lộn ổng vô đó cả tiếng đồng hồ á. Chắc coi đó, coi rồi có nhắn tin với ai, có trai nào nhắn không đúng không? Kiểm tra từng cái một, vô album ảnh rồi các thứ. Xong rồi mỗi lần mà em muốn lấy lại để em làm công việc á, là bắt đầu cọc lên vậy đó. Rồi mong muốn thay đổi điều gì? Là bớt nóng tính lại. Khi nào mà em dịu dàng xuống lại thì anh nói chuyện với em. Chứ lúc đó mà nói là sẽ hai đứa hay căng thẳng. Đúng rồi. Với lại em cũng nói là cái tính của em xưa giờ là nó rất là trầm tính, với lại nó rất là chậm, tại vì em làm cái gì em cũng phải kỹ lưỡng hết á. Cho nên là nó rất là lâu. Cho nên là em cũng muốn thay đổi nhưng mà bản thân của mình cũng hơi khó. Cho nên là em cũng cố gắng nhiều rồi, cho nên là em sẽ làm hết mức có thể thôi. Hai đứa hiện giờ là coi như giống như vợ chồng son rồi còn gì nữa. Và bây giờ cố gắng làm sao để mà dung hòa được cái tôi của hai người lại. Đó, cái tôi của ai cũng lớn cả. Thì thành ra là bây giờ mình muốn sống chung một gia đình, một quỹ đạo, thì là mỗi người phải tề bớt cái tôi của mình. Đúng đi. Không thể nào mà áp đặt là em phải theo anh hoặc anh phải theo em được. Nên cố gắng để dung hòa cái tính khí của nhau đi. Xin chúc cho hai em nha. Trong cuộc sống để gặp được nhiều thuận lợi nha. Chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn hai đứa đã tham gia chương trình nha. Em tên là Nguyễn Thị Chinh Ni. Dạ em đến từ Bến Tre. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 26 tuổi. Rồi còn em? Dạ em là Nguyễn Hoàng Chương, em đến từ Bến Tre luôn. Dạ nay em là 30 tuổi. À Chương và Ni. Dạ. Ủa Chương làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là tiếp thị cho bên nhà phân phối xi măng. Nhưng mà các em là đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Bến Tre? Dạ em làm ở Bến Tre luôn ạ. Kể cho anh Thuận, chị Vân nghe coi chuyện tình của các em như thế nào. Dạ lần đầu tiên em với chồng em gặp nhau á, là khi đó là chồng em là chú của cái chị ở trong phòng trọ của em. Dạ ảnh là bạn trai của cái người mà sắp chuyển vô phòng trọ của em nữa. Lần đầu tiên em với ảnh gặp nhau thì không có ấn tượng gì hết. Tại vì khi đó ảnh là ghệ của người ta rồi, em cũng là ghệ của người ta. Hai người đều là ghệ của người ta. Vậy thì gặp nhau thì sao nè? Dạ thì gặp nhau khi đó là không có ấn tượng gì hết. Rồi sẵn khoảng sau một năm sau, rồi một ngày nào đó tình cờ em mới kết bạn Zalo với ảnh á. Rồi ảnh mới em nhắn tin em hỏi thăm thì ảnh mới biết là ảnh chia tay với bạn gái ảnh rồi. Thì cái em cũng nhắn tin em khuyên ảnh, ừ thôi nhỏ đó cũng tốt này nọ nọ kia vậy đó. Thôi kêu năn nỉ, ráng năn nỉ người ta đi. Rồi không biết vì sao em kêu người ta năn nỉ thì cuối cùng em với ảnh quen luôn vậy. Ủa nhưng mà cái lúc đó là cô này còn quen với ghệ người ta không? Dạ lúc đó là vợ em cũng chia tay rồi. Rồi hai đứa cứ an ủi qua lại qua lại. An ủi nhau. Cái đó dính là cái chắc rồi, cái là đường mà đường chung ai cũng dính vô. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ khoảng từ khi cái ngày nhắn tin qua Zalo đó là khoảng 3-4 tháng sau. Chính thức quen là ngày 26 tháng 12. Lúc đó là hai đứa cũng buồn rồi em rủ vợ em đi uống cà phê. Tối đó thì cái đi lên mình lên trên sân thượng rồi cái nhìn thấy cái bàn bên kia, tại em ngồi quay lưng lại thì vợ em thấy là cái có cái bàn cái sau lưng á là có cũng có thằng cặp,
đang ngồi nói chuyện với nhau, cái cũng rút vô, cái hồi cái vợ em thấy cái vợ em chỉ em ấy quay ra sau, cái em nhìn cái em quay lại, cái em hỏi vợ em muốn giống vậy không? Rồi vợ trả lời sao? Dạ em đâu có kịp trả lời đâu anh. Là ổng làm luôn, anh dạ, luôn. Dạ ổng bằng em luôn. Ổng bằng luôn. Lúc đó là em cái phản ứng em sao Ni? Dạ hay đó, em thì ở chốn đông người thấy cũng có người, cái em cũng mắc cỡ thì em cũng có đẩy ảnh ra, mà em đẩy không có nhiệt tình lắm. Trong cái thời gian yêu nhau đó, là ai là người ghen nhiều nhất? Dạ vợ em. Em ghen có hai lần à. Mà có một lần đó thì nhiều nhất là cái lần đó là ảnh nhắn tin cho cái người con của khách hàng của ảnh á. Mà ảnh nhắn tin xong cái ảnh xóa, ảnh không có cho em biết. Cái bữa đó tự nhiên vô tình em cầm điện thoại của ảnh á, em đọc tin nhắn thì em thấy là hai người có nhắn tin qua lại với nhau. Mà chỉ có hiển thị trong cái ngày đó thôi à. Để em nghi chắc là ông này có nhắn tin và ổng xóa rồi. Để em mới hỏi, rồi em mới vô trang cá nhân của người đó. Cái em thấy là ảnh là ảnh like à. Người ta đăng cái gì ảnh cũng like, ảnh vô ảnh bình luận khí thế luôn. Trong khi đó em á, em là bạn gái của ảnh nè à. Mà em đăng cái gì, ổng có like, nhiều khi lâu lâu mới like được con gái, còn không có bình luận gì hết trơn á. Bây giờ còn like không? Dạ hết rồi, nói chung là chị vợ em không muốn em đi thả tim nữa. Dạ. Cưới nhau là được nhiêu lâu rồi cưng? Dạ được 1 năm 9 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi anh, được bé này được 9 tháng rồi. Không, dạ. Anh muốn hỏi này, trong cái thời gian 1 năm 8 tháng tụi em yêu nhau đó, thì có vượt quá giới hạn không? Dạ không. Không, dạ. Là giữ cho nhau tới cái ngày. Dạ không có, tại em sợ không cưới em nên em đâu có dám. Như vậy là cái đêm tân hôn, cái đêm động phòng chắc chắn rằng là rất là ấn tượng đúng không? Bữa đó thì em cũng tạo ấn tượng lắm. Thì mấy đứa cháu thổi bong bóng thấy bà luôn. Thổi xong rồi cái tối hôm đó nhậu xong xỉn, hai đứa mệt quá, hai đứa lên giường nằm ngủ tới sáng. Hết sức lãng mạn luôn anh. Rồi đêm thứ hai sao? Đêm nay có thổi bong bóng nữa không? Dạ không, đêm thứ hai mình thổi qua cái khác rồi. Mình chuyển rồi, mình không có thổi bong bóng nữa. Bữa đó vui không? Hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Đâu có dám làm gì lớn đâu. Ba má ở cái phòng sát bên vậy, nhưng mà cái ở cái mặc dù là chắc tường nhưng mà nó cũng có làm á, nó không có cách âm. Nên cái gì cũng phải nhẹ nhàng chứ không có dám làm cái gì mà nó mạnh hết. Khó chịu không? Dạ cũng một phần lỗi kỹ thuật đó chị ơi. Lỗi kỹ thuật đó hả? Dạ. Trời. Cứ vậy má là em xây trước cái phòng, em mua đồ thầy đặt này kia, em mua luôn cái giường mới nữa. Mà cái giường nó cũng hơi có âm thanh quá. Dạ cho nên là cái gì cũng phải nhẹ nhàng. Tại cái giường nữa. Dạ cũng tại cái giường phải vậy. Khổ quá sức. Bây giờ cưới nhau về rồi, vậy thì tật xấu có bị lòi ra không? Dạ quá trời luôn. Trời ơi. Dạ tật xấu của ảnh, cái thứ nhất là cái em ghét nhất là cái ảnh mê chơi game. Ảnh chơi ảnh vô trận một cái là bắt đầu kêu cái gì ảnh không có nghe. Rồi hoặc là nhiều khi con nó đang khóc á, cái kêu ảnh dỗ giùm em. Cái ảnh mà ảnh đang chơi cái ảnh đâu thèm dỗ con nữa. Để cho nhỏ khóc vậy cái ổng chơi thua cái ổng quạo. Rồi ảnh mê câu cá nữa. Ảnh đi câu cá, nhiều khi ảnh về ảnh đi nguyên ngày luôn, vậy tới tối mới về mà không có con cá nào hết trơn á. Có bữa anh xách con cá thiệt bự, cái em mới hỏi ảnh là ảnh anh dạ, anh không có, anh câu ở sông, anh câu ở chợ. Nhiều khi không biết nữa, nhiều khi đi về mà không có cá thì sợ em la ghé chợ câu hết con cá em cũng không chừng. Sĩ diện nó ghé chợ mua cá đó. Còn tật xấu gì nữa không? Anh có một cái tật. Tật gì? Dạ cái tật ngủ chảy ke. Cái lần đầu tiên em đâu có biết đâu. Cái anh đang ngủ vậy, cái bắt đầu cái ảnh ngồi bật dậy, ảnh húp sọt. Rồi cái em hỏi anh, ủa cái gì vậy anh? Cái anh nói chảy ke. Cái bắt đầu cái ổng mới đi chảy xuống áo gối, rồi ổng phải đi thay cái áo gối, rồi ổng mới nằm ổng ngủ tiếp. Rồi trời ơi, chảy nó mà ướt áo gối luôn. Tại vì cái tật em á, em ngủ là em thường nằm nghiêng. Mà em nằm nghiêng á, nhiều khi á là cái miệng nó không có khép lại được. Đa số nếu mà nằm ngửa thì không sao, này khi nằm nghiêng á lâu lâu mệt, bữa nào mệt mệt quá cái là cái miệng không khép lại được, cái là xảy ra sự cố. Rồi hai vợ chồng như là thường là tối có ngủ sớm không? Dạ thời gian đầu mới cưới á thì cũng thường ngủ sớm, tới khi mà có em bé rồi thì ngủ trễ. Ngủ trễ? Dạ. Ngủ trễ rồi thường ngủ trễ rồi trước khi ngủ có tâm sự rồi có thân mật với nhau không? Lúc trước thì ảnh còn quan tâm nhiều chút đỉnh, chứ từ khi mà có con tới nhà cái ảnh bỏ bê em dữ lắm. Nhiều khi mình nằm mình đợi ảnh mà ảnh không thèm đá động gì trơn á. Lâu lâu cái em nhắc em hỏi bộ anh không thèm em nữa hay sao mà không thấy anh xi nhan gì em hết, toàn đợi là em xi nhan anh không à. Rồi đứa chồng trả lời sao?
Dạ anh nói anh đối thừa em, nói em tại em dỗ con xong cái em ngủ mất tiêu rồi đâu có không đẻ, hồi đó thấy em mệt nữa anh không nở đến thức em dậy. Mà trong khi đó là ảnh trong thời gian mà em dỗ con á, ảnh không hay gì ảnh nói em thì em thức em đợi ảnh ăn, này ảnh không nói gì em ngủ cho khỏe chứ em thức đợi chừng nào. Nghe vợ tâm sự chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy bây giờ sau chương trình này về có cải thiện không? Dạ cải thiện cũng thời gian gần đây rồi anh. Dạ. Và hy vọng là sau đêm nay là sẽ còn cải thiện hơn nữa. Dạ em cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ em nè, bây giờ tật xấu của em, vợ là gì? Dạ giờ em cũng nhiều lắm anh ơi. Cái đầu tiên nhất là hơi ở giờ bề bộn nè, mỗi lần mà về đi về cái là cởi cái áo khoác ra cái quăng cái cặp. Đồ lấy thay xong quăng cái bịch. Mỗi cái mỗi nơi, mỗi cái mỗi hướng. Rồi cái nữa là lười gọi đầu. Nhiều khi em nằm em ôm vợ em xong á, cái tại vì vợ em cũng lùn hơn em. Em nôm rồi thì vợ em cũng tới tầm đây à. Mình đưa cái mũi mình ngay cái đầu rồi. Ngay tầm luôn. Ngay tầm luôn, đâu có né được. Dạ không có, tại vì theo như ảnh á là ảnh mỗi ngày một ngày gọi ngày nghỉ. Còn em thì em tóc ngắn vậy nè. Với lại em thấy em cảm nhận là em chưa có dơ nên em chừng nào em dơ em mới gọi. Rồi còn gì nữa không? Vợ em thì cứ khoái cái vấn đề hơi ngôn tình chút xíu. Ví dụ như là tối trước khi đi ngủ á là phải là quay qua hôn vợ một cái rồi nói là xong rồi chúc vợ chúc em ngủ ngon, anh yêu em, làm giống như là trong phim vậy đó anh. Em có làm được những điều đó không? Dạ có, bữa có bữa không. Dạ, không nhiều hơn có. Mà mỗi lần làm có thấy cảm thấy thoải mái không hay là bị gượng ép? Dạ bữa nào vui thì mình thấy thoải mái, bữa nào hơi mệt mệt cái mình thấy nó kỳ kỳ. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ là nhất là tính là bớt gọn gàng lại, bớt cái ngôn tình đi chút xíu, rồi cái nữa là bớt bớt ghen lại nữa. Còn em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ em muốn là ảnh là ảnh bớt cái thời gian mà ảnh chơi game lại ảnh, tại vì giờ thời gian mà ảnh chơi game nó chiếm đa số thời gian ảnh ở nhà, với lại ảnh dành thời gian ảnh cho ảnh chơi với con nhiều hơn, tại con gái mình nó mến ba, thấy mỗi lần nó thấy ảnh là nó mừng à. Em mong là ảnh dành thời gian ảnh cho con nhiều hơn chút nữa. Chị thấy vậy nè, những cái điều mà chồng em nói về em á thì có một cái em cần phải thay đổi, còn cái ngôn tình á thì em phải thay đổi. Tại vì cái đó nó rất là thú vị, nó không có cái gì mà để mà cái đó không phải thật xấu. Cái đó là cái ước mong của tất cả những bà vợ trên cái cuộc đời ô trọc này, chị nói. Còn riêng cái vấn đề mà gọn gàng sạch sẽ là cái điều đó phải bắt buộc em phải, không một lý do gì, ngay cả vừa mới sinh xong cũng phải là như vậy, là cái điều tiết yếu. Tại vì lúc nào cũng vậy, người mình á thơm tho nè, gọn gàng, sexy nè, gợi cảm nè, thì là cái thái độ của chồng mình sẽ khác liền. Đó thì cái đó là cái cần thiết nhất em phải thay đổi liền. Còn không á là xài cái model này. Không, xài không, cái không, model này gọi rửa đầu thôi. Rửa đầu nó không có rửa được. Tại cái đầu này cũng phải gọi. Phải gọi. Thôi vậy nha. Rồi, dạ. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Dạ cảm ơn chị. Xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em, chào bữa em. Nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng ha. Rồi, xin dạ, chào mừng hai em đến dạ. với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ, ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là chắc vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ. đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng ạ. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng có dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ, nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi.
cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì nó mới em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Chắc cũng đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó. Là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Mà anh hỏi nè, dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi thì còn nhiều. Có thể gặp được chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả? Đứng xa có người đi cái xe cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng đúng trời, rồi đây nè. Dạ, xong rồi ấn người ấn thì là cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, sáng trưng sáng bừng luôn. Dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi cái gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dài quá mình kêu không biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi. Hay chưa, anh đoán ghê. Dạ đúng rồi. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao, kêu quá có khi là nào... sợ đúng không? Kêu có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ. Trước kia gặp lại vẫn còn nghi ngờ. Dạ đúng dạ rồi. Nhưng mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác nhận rõ cái giới tính thiệt của cổ. Thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao? Em là người miền Nam.
À, em là thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu dạng vậy, tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi, xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không, cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn. Là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Về chuyện nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn. Nói dạ. Với chị với anh Thuật nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Ủa sợ hả? Quỷ sứ. Ủa cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á? Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn. Xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh. Đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc. Cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ Bắc Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu liền không? Nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi dạ. Lâu vậy. Có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Là anh chị Dân bật ngửa. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về về nhà ở ngoài Bắc để mà ra mắt gia đình. À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không. Kiểu gia phong lễ giáo đó. Dạ đúng rồi, đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải tôn trung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ trẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ sống chồng á chị, nên là em kiểu em bị em bị sợ, em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang, thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang, xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kín nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là
gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Đứng hình luôn, đứng hình luôn à. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á, mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết, thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền, rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á, đó thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ không ấy. Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nên là nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng. Đúng xíu rồi, đó. Đúng rồi, vâng. Nhưng mà bà có thiện cảm. Dạ. Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn, thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, kính dạ. Rồi đó mà vẫn còn dạ. Lời. Và kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. Bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Dạ. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Dạ. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình không có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau là được 2 năm. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết, nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa dạ. Kịp làm đám cưới trước dạ. Covid đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là dạ.
thì là tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền, dạ. Các câu tật xấu đúng không? Sơn Linh quên, xin lỗi, Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Ông đi thầm cái ông Phi á. Không phải Sơn á, Sơn giới rất là hiền. Dạ. Giới tính nó không được chắc chắn ấy, em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ. Em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á, thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Không, không, cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó, có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Lạc đề. Ta đang hỏi tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu. Tốt không, không có kể tật tốt. Tật mà tốt á. Cái đó là tật tốt nha. Dạ. Rồi giờ tật xấu á, tật nào mà em khó chịu á. Em chưa em thấy vừa khó ý, ưa đó. Em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý, em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng? Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, nó không có chữ tại sao. Nó phải tại có tại sao. Tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu rồi em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lò ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có cái gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về ông cái điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi. Nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Rất là đam mê luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là ảnh là về cái đó là đam mê của ảnh. Còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi. Ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, cả hai là mệt liền á. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó. Cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là hai cái tật xấu nha. Càm ràm là một nè. Áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu còn mà nếu mà không theo á là kiểu khó chịu giận. Xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được. Nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Dễ sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Nó lòn ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận như... dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên. Mình cũng có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ
chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa, cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi, nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á thì dạ. có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, à, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ, vậy đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi chứ. Đó Ngọc Lễ dạ. đã rồi đúng rồi. Ngọc Lễ đã nói rồi con dạ. gái nó có là không dạ đó. Xong kêu chứ chứ bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn sao mà dạ. sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ nhìn vào mắt để vợ. Lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc ăn rồi bây giờ ổng không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng, tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều dạ. quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy dạ. đẹp trai quá thôi thôi không? Dạ dạ có chị. Có sao? Rồi, sao? Có nhiều khi họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận về luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung quan ra cái tự bà hết giận. Dạ đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi, kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu là bực là giận là hoài luôn. Cái cặp trước okay. nghe bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi, bây giờ vợ sao đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, xa tay nè, xây ra cám này đó nha. Cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn, và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn nữa đi em. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi.
sao là gu của mình và gu của người khác. Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang, thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau, đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời mà lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay Bây giờ với em nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại cái việc đó, đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá. Nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè. Kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho bên ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chúng ta. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah.